Hello, chào tất cả mọi người nha. Thì chào mừng mọi người đến với clip của mình. Thì mọi người ơi, thì clip trước là mình có đọc quyển sách Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu rồi nhưng mà mình vẫn chưa đọc hết quyển này ấy. Thì mình thấy quyển này khá là hay, thì hôm nay mình lại tiếp tục đọc quyển này cho tất cả mọi người nghe nhé. Hôm nay sẽ đọc bài. Hôm nay mình sẽ đọc bài Tự Sự Của Một Người Học Ngoại Thương cho mọi người nghe nhé. Một cô bé sinh viên từng kể với tôi về câu chuyện thi đại học của mình. Em bảo những năm phổ thông em học rất giỏi, lúc nào cũng đứng đầu khối lớp. Cả thời cấp 3 em luôn mơ ước sau này được vào đại học ngoại thương. Em cũng tự tin vào học lực của mình nên đã nộp đơn thi vào trường này. Năm em thi ngoại thương đột ngột nâng điểm sàn, em chỉ thiếu nửa điểm để vào ngành mình thích. Vì đã dồn hết tâm sức vào ngoại thương và không hề chuẩn bị phương án dự phòng nên em bị sốc rất nặng. Em miễn cưỡng nộp đơn nguyện vọng 2 vào một trường đại học khác, nhưng khi vào học em cũng không thể hòa nhập được với bạn bè. Trong lòng vẫn mơ tưởng tới ngoại thương, em không thấy hứng thú gì với chương trình học hiện tại. Em nghĩ nếu mình học đúng trường, đúng ngành mình thích thì chắc mọi sự đã khác. Danh tiếng của ngoại thương quả là không thể chối cãi. Trường đại học hàng đầu trong khối các trường về kinh tế được mệnh danh là Harvard của Việt Nam, là đích đến của bao nhiêu sĩ tử trước mỗi kỳ thi đại học. Cuộc trò chuyện với cô bé sinh viên làm tôi nhớ lại ngày xưa của mình. Lúc nộp đơn thi đại học, chẳng biết hướng nghiệp là gì, cũng chẳng được ai tư vấn cho. Chọn thi ngoại thương vì một lý do rất chi là dốt. Vì một người chị tôi ngưỡng mộ cũng đang học trường đó. Hồi đó cứ nghĩ ngoại thương là một cái gì đó cao xa, sang chảnh và tuyệt vời ông mặt trời lắm. Nhưng thực sự không hề biết chính xác trường đào tạo những gì và học xong rồi sẽ làm nghề gì. Đến khi vào trường rồi mới biết rằng học ngoại thương là 2 năm đầu ở trường. Sĩ cố lớp vắng gần phân nửa so với ngày đầu nhập học, do bạn học cùng lớp đua nhau bỏ đi du học. Là nếu học ở ngoại thương cơ sở 2 tại Sài Gòn thì có khả năng thất vọng cao với chất lượng cơ sở vật chất, diện tích trường bé xíu. Năm đầu đại học của tôi, trường còn không có cả cơ sở riêng, phải học kè với cao đẳng kinh tế đối ngoại. Là cảm giác xa vời lạ lẫm khi học cùng trường với toàn người nổi tiếng, nhỏ đó mới đăng quang hoa hậu, đứa kia thì người mẫu, đứa họ là diễn viên, đứa khác mới xây dựng chương trình truyền hình nổi tiếng. Ngủ đi, tao đọc cho ngủ. Đứa nữa thì ca sĩ, mỗi lần nó thử giọng là tiếng của nó vang lên khắp cả trường. Đứng ở tầng 5 nghe rõ giọng nó từ tầng 1. Nhưng đứa khác không trong giới showbiz thì bỏ học đi làm kinh doanh thành công, doanh nhân các kiểu. Rồi nhiều đứa khác nữa đạt giải hết cuộc thi này tới cuộc thi nọ. Nào ý tưởng sáng tạo, nào đại sứ môi trường, nào nhà thiết kế vào nhà quảng cáo trẻ. Còn vô số sinh viên khác nữa trong lớp thì lúc nào cũng nhanh nhẹn hoạt bát, dư thừa năng lượng. Mỗi lần vào lớp thuyết trình, chúng nó đứng nói suốt buổi, tranh luận tới cùng, tự tin thể hiện chính mình, không ngại làm chó điên rồ mà nghe mà chóng hết cả mặt. Ngó lại bản thân mình, sáng cắm đầu lên lớp, chiều quay mặt về nhà, nằm trong thành phần thường dân của ngoại thương. Đôi khi tôi tự hỏi không biết mình có vào nhầm trường không. Học ngoại thương đôi khi cũng hơi áp lực. Áp lực ở chỗ mỗi lần được hỏi học trường gì mà nói ra tên đó là người đối diện trầm trồ khen ngợi. Ồ, dân trường đó năng động lắm nha, giỏi giang lắm nha. Chỉ biết cười, chứ không biết nói gì. Vì thời đó tôi thấy mình chẳng có tí gì giống vậy. Vì bên nhiều đứa bạn của tôi cũng trầm hiền im. Toàn bọn không biết cách thể hiện bản thân, cũng chưa biết vì sao mình rơi xuống trái đất. Vẫn nhiều trăn trở đời sinh viên, vẫn sáng đạp xe lên giảng đường, ăn mì gói, bánh mì, cơm bụi, phát tờ rơi, phụ bàn, dạy thêm, mưu sinh lăn lộn với cuộc sống. Học ngoại thương là ngỡ ngàng nhận ra một sự thật phũ phàng rằng mình chả học được gì nhiều. Cả thời sinh viên, tôi thấy mình nếu có tiến bộ chút nào thì phần lớn là do nơi chung với bọn bạn giỏi giang cần cù. Ai đã học qua ngoại thương rồi đều biết rằng danh tiếng của trường có được không phải nhờ vào chất lượng đào tạo mà chủ yếu là từ sinh viên. Điểm đầu vào cao thì bản thân sinh viên đã giỏi sẵn,
chẳng đào tạo nhiều thì chúng vẫn cứ tự vươn lên thành công trong cuộc sống. Học ngoại thương là mỗi khi ai đó nói sinh viên ngoại thương chảnh hay tự tin quá mức thì muốn vươn cổ lên cãi, muốn nói rằng mình đây cũng ngoại thương, có dám chảnh, có tự tin đâu. Vẫn sống bình lặng làm việc bình thường, nói năng lựa trước lựa sau, sợ đụng chạm mất lòng, vẫn nhiều lo sợ, vẫn mặc cảm tự ti, vẫn run khi đứng trước nhà tuyển dụng, vẫn đầy hoang mang lo lắng trên đường đời, làm gì có vụ đóng cốp cái mác ngoại thương lên người mà quyền được quyền chảnh, quyền được quyền ỉ lại. Học ngoại thương cũng là khi nghe tin sinh viên ngoại thương đòi lương tháng nghìn đô mới chịu đi làm thì tự hỏi liệu trường mình có đứa điên khùng dữ vậy sao ta. Thấy mấy người bạn khác còn có đầu óc biết suy nghĩ thực tế mà tự hỏi xong rồi tiếp tục cắm mặt vào bàn giấy với mức lương vài triệu đồng một tháng. Lớp đại học của tôi mỗi lần họp mặt vẫn cứ bảo nhau, thú thật với mày, 4 năm ở trường mình tao thấy mình chả được cái gì, chỉ được cái có chúng mày làm bạn. Thực ra đó không phải là lỗi của các thầy cô hay của ban giám hiệu. Tôi biết các thầy cô cũng đã cố gắng hết sức trong khả năng của mình. Họ cũng mệt mỏi không kém gì những hạn chế trong hệ thống đào tạo. Nhưng nếu em nào 18 tuổi đến hỏi tôi có nên thi vào ngoại thương không thì câu trả lời vẫn là có. Vì không vào ngoại thương thì làm gì biết trường nào khác. So đi tính lại thì vào ngoại thương là tốt nhất trong khối kinh tế rồi. Vì vào trường mà có bạn giỏi thì mình cũng được học giỏi hỏi theo. Vì dân ngoại thương, mỗi đứa một màu nhưng mà lại có một điểm chung. Đó là giờ bắt gặp ai cựu ngoại thương ở ngoài đời, tôi vẫn biết chắc rằng dù mình có thể thích không thích người đó, chơi được với họ hay không, nhưng sẽ luôn công nhận rằng họ sâu sắc, rằng họ có khả năng nhìn nhận vấn đề, họ làm được việc và không thiếu muối với vớ va vớ vẩn. Có học ngoại thương mới biết dù có tốt nghiệp trường gì đi chăng nữa thì có rất nhiều người sau khi ra trường vẫn lạc lối, chả biết đời mình sẽ đi đâu về đâu, và nhiều người khác không thể nào được gọi là thành công theo chuẩn thông thường. Tôi kể cho cô bé đang mơ vào ngoại thương nghe câu chuyện của mình, nói rằng cả Harvard của Việt Nam còn thế thì đừng trông chờ gì vào sự học ở các đại học khác. Tôi nói học trường gì không hề quyết định sự thành bại của em. Điều quyết định rằng em có thành công khi ra đời hay không, đó là khả năng tự học. 4 năm đại học, điều hối tiếc lớn nhất của tôi là không chủ động tiếp thu kiến thức, chỉ biết học theo chương trình của trường, học giỏi các môn ở trường là đủ, mà quên đọc sách, quên tự học, quên đào sâu nghiên cứu những gì mình quan tâm. Qua trường ngơ ngác bấm loạn, kiến thức ở trường hầu như bỏ xó, phải học việc lại đầu từ đầu, mà cái cần phải học nhiều nhất là kỹ năng xã hội. 4 năm đại học, điều hối tiếc thứ nhì là không làm nhiều, không tham gia các câu lạc bộ sinh viên, không tổ chức chương trình, không biết chỗ nào để hoạt động thiện nguyện. Giờ ra trường rồi mới thấy vô số điều làm, điều có thể làm lúc mình còn là sinh viên. Sau ra trường ngây thơ phải vác vặt đi học lại những thứ ở trường không dạy. Cho nên 18 tuổi ơi, kỳ tuyển sinh lần này nếu em đậu ngoại thương hay đậu chúng trường mình muốn thì đừng vội cho đó là thành công. Nếu rớt đại học cũng đừng thất vọng. Không quan trọng là mình học trường gì, quan trọng là mình tự học thế nào. Thành công không hề ưu tiên những người dám mác bách khoa kinh tế ngoại thương hay du học. Người thấy trong quyển sách điều nhỏ nhặt tạo nên số phận nêu ra câu hỏi hình thức học tập thuần túy nhất là gì, rồi ông tự trả lời hình thức thuần túy nhất của việc học tập là từ cá nhân tự nhận ra ai là người tiếp tục hành trình tìm kiếm tri thức bên ngoài lớp học với niềm đam mê ngập tràn để có sự hiểu biết tham mô. Khi nhận ra chân lý đó thì tôi đã hết thời sinh viên của mình, đã rất nhiều thời gian lặng thì trôi qua. Có một thời gian rảnh rỗi, tôi tiến hành một dự án cá nhân nhận tư vấn việc làm cho các bạn sinh viên sắp và mới ra trường, với điều kiện rằng đổi lại họ sẽ kể cho tôi nghe thêm một câu chuyện, bất kỳ câu chuyện gì họ muốn, từ chuyện con mèo nhà mình tới con chó nhà hàng xóm, chuyện của bản thân, chuyện của gia đình hay một câu chuyện mà họ từng chứng kiến. Chỉ cần làm tôi thích câu chuyện đó, tôi sẽ liên lạc và tư vấn tìm việc miễn phí cho họ. Bạn đoán thử các câu chuyện sẽ là gì? Phần lớn những câu chuyện là về tuổi thơ khốn khó, hiện tại cùng thiếu, tranh đấu vì miếng cơm manh áo, hoang mang đi tìm một con đường riêng cho mình.
Thì mọi người, mình chỉ đọc đến đây thôi nha, thì mình cũng khá là mệt với cả khóc nước rồi. Thì video tiếp theo thì mình sẽ tiếp tục đọc cuốn này cho mọi người nghe nha, vì cuốn này cũng khá là thú vị đấy mọi người. Ừ, thì bye bye tất cả mọi người.